Vào đêm ngày hôm nay và rạng sáng ngày mai, các trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 của Euro 2024 sẽ tiếp tục diễn ra. Đây có thể coi là bữa tiệc bóng đá đặc biệt, bởi lần đầu tiên kể từ khi giải đấu nước Đức khởi tranh, sẽ có 4 trận đấu liên tiếp diễn ra chia đều cho hai khung giờ. Hơn nữa, trong 4 trận đấu đã có sự có mặt tới 3 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. Ở khung 23 giờ ngày hôm nay, kết cục bảng D sẽ được quyết định bởi 2 trận đấu giữa Hà Lan đối đầu Áo và Pháp đụng độ Ba Lan. Trận hòa với tỷ số 0 đều trước đội tuyển Pháp có thể coi là một thành công với club màu da cam. Thực tế thì đoàn quân huấn luyện viên Ronald Koeman đã có một trận đấu không quá lép vế trước nhà vô địch World Cup 2018. Với lối đá cẩn trọng và một chiến thuật phù hợp trước một đội tuyển mạnh như Pháp, Hà Lan đã thành công có điểm và gần như chắc chắn có vé đi tiếp vào vòng loại trực tiếp. Một điều nữa là tâm lý của Virgil van Dijk cùng các đồng đội đang khá thoải mái khi không còn buộc phải chiến thắng ở lượt trận cuối. Hàng phòng ngự chắc chắn dưới sự chỉ đạo của hiệu trưởng van Dijk sẽ giúp các cầu thủ tấn công ở tuyến trên có thể yên tâm làm nhiệm vụ của mình. Rõ ràng vào lúc này, Hà Lan vẫn được đánh giá cao hơn so với những gì mà đội tuyển Áo có trong tay. Ở phía còn lại, đội tuyển Áo đang có đà tâm lý rất lớn sau khi đánh bại, đồng thời loại đội tuyển Ba Lan khỏi Euro 2024 năm nay với tỷ số 3-1 chung cuộc. Một điểm giành được trước đội tuyển Hà Lan đã có thể là chìa khóa giúp đội tuyển Áo có cơ hội đi tiếp nhờ vào việc trở thành một trong những đội tuyển xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, đây không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt với bất cứ ông lớn nào của bóng đá châu Âu. Có rất nhiều kịch bản hấp dẫn có thể xảy ra cho trận đấu này. Đầu tiên, nếu giành chiến thắng trong khi đội tuyển Pháp không giành được 3 điểm trước đội tuyển Ba Lan, club màu da cam sẽ vươn lên nhất bảng. Một kịch bản khác đó là Hà Lan hòa và Pháp thắng, họ vẫn sẽ là đội tuyển xếp thứ 2 chung cuộc tại bảng D. Thậm chí kể cả với một thất bại, đoàn quân của huấn luyện viên Ronald Koeman vẫn có cơ hội vào vòng trong với điều kiện là đội xếp thứ 3 sau vòng bảng. Về lực lượng, Hà Lan gần như có dàn nhân sự mạnh nhất cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng khi tiền đạo Brian Brobby của Ajax đã trở lại băng ghế dự bị trong trận gặp Pháp sau khi hồi phục chấn thương cần khèo. Thay đổi duy nhất mà huấn luyện viên Ronald Koeman thực hiện trong trận vừa qua là thay Joey Veerman bằng Jeremy Frimpong. Tuy nhiên, với một trận đã bước vào vòng 16 đội, ông chắc chắn sẽ cân nhắc thêm những điều chỉnh khác. Cả Veerman và đồng đội ở PSV, Jordi Schouten đều chỉ còn cách án treo giò một thẻ vàng. Điều này có thể ảnh hưởng đến lựa chọn đội hình, tạo cơ hội cho Ryan Gravenberg hoặc Jorginho Wijnaldum. Trên hàng công, Van Veghout hy vọng sẽ được đá chính thay Memphis Depay, người chỉ còn kém 5 bàn nữa để cất bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho Orange của Robin van Persie. Trong khi đó, huấn luyện viên Ralf Rangnick của Áo đã xoay vòng đội hình xuất phát trong chiến thắng trước Ba Lan, nên khả năng có thêm thay đổi ở trận gặp Hà Lan không thể bị loại trừ. Trong trận đấu với Pháp, Max Weber và Kevin Danso đã cặp trung vệ, nhưng Jonas Trauner và Philipp Lienhardt đã ra sân ở trận gần nhất. Sau khi ghi bàn mở tỷ số, Trauner phải rời sân vì vấn đề cơ bắp, khiến thể trạng của anh trở nên đáng lo ngại. Christoph Baumgartner giành giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nên có khả năng sẽ tiếp tục được ra sân, trong khi chân sút hàng đầu lịch sử Marko Arnautović tiếp tục cạnh tranh vị trí tiền đạo chủ lực của Áo với Michael Gregoric. Nhiều khả năng trận đấu kể trên sẽ kết thúc bằng một kết quả có lợi dành cho đội tuyển Hà Lan. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, bảng D còn có thêm một trận đấu hấp dẫn nữa giữa đội tuyển Pháp và Ba Lan. Đội tuyển Pháp bước vào Euro năm nay với đội hình chất lượng đồng đều và nếu không muốn nói là vượt trội, được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, trong hai trận đấu vừa qua, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps đã chưa thể hiện được một phong độ thuyết phục. Những chú gà trống thắng Sanút 1-0 trước đội tuyển Áo trong một trận đấu không mấy ấn tượng và bị đội tuyển Hà Lan cầm hòa không bàn thắng. Vì thế, ở lượt trận cuối cùng trước đội tuyển Ba Lan đã chắc chắn bị loại. Đây sẽ là cơ hội tốt nhất để Pháp phô diễn sức mạnh, chứng minh thực lực với người hâm mộ, nhất là khi Lewandowski cùng các đồng đội đã chính thức bị loại. Bất ngờ lớn nhất ở lượt trận thứ hai gặp Hà Lan là huấn luyện viên Deschamps đã để tiền đạo chủ lực Kylian Mbappe ngồi dự bị do anh gặp chấn thương ở mũi ở trận mở màn. Câu hỏi liệu huấn luyện viên 55 tuổi có đưa ngôi sao số 1 của tuyển Pháp trở lại đội xuất phát hay không đang thu hút sự chú ý. Nhiều khả năng nhà vô địch World Cup 2018 sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất, gồm những cái tên quen thuộc như William Saliba, Ousmane Dembele, Aurélien Tchouaméni và Antoine Griezmann. Đây là thời điểm lý tưởng để các ngôi sao này tỏa sáng, mang về một chiến thắng thuyết phục cho tuyển Pháp. Ở phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Ba Lan đã chính thức bị loại sau thất bại trước Hà Lan và Áo trong hai trận đầu tiên. Dù không còn cơ hội đi tiếp, Lewandowski cùng các đồng đội vẫn sẽ quyết tâm thi đấu để ra về trong tư thế ngẩng cao đầu. Tuy nhiên, nhiệm vụ này được đánh giá là rất khó khăn khi xét về lực lượng và đẳng cấp. Đại bàng trắng có thể so. Tuy nhiên, nhiệm vụ này được đánh giá là rất khó khăn khi xét về lực lượng và đẳng cấp. Đại bàng trắng khó có thể sánh được với đội tuyển Pháp. Trước cuộc đối đầu với Le Bleu, huấn luyện viên Michel Probier khẳng định trước báo giới rằng Lewandowski hoàn toàn đủ thể lực để đá chính và nhấn mạnh rằng đội bóng của ông không chịu áp lực phải giành chiến thắng. Đây có thể coi là lợi thế không nhỏ của đại bàng trắng trước gà trống. Ba Lan cũng có thể xuất phát với Lewandowski, người đã có 30 phút làm nóng sau chấn thương ở trận thua Áo 1-3. Do đó, đại bàng trắng sẽ thi đấu với hai tiền đạo trên hàng công, gồm Lewy và Christoph Piatek, người ghi bàn thắng duy nhất cho Ba Lan ở trận thua 1-3 trước Áo. 4 điểm cùng ngôi đầu bảng, cùng xác suất rất cao có vé vào vòng knockout, không hề là một kết quả thảm họa với đội tuyển Anh tại Euro 2024. Tuy vậy, phải theo dõi cách tam sư thi đấu với Serbia cùng Đan Mạch thì mới hiểu lý do mà huấn luyện viên Gareth Southgate phải nhận nhiều chỉ trích đến vậy. Cụ thể ở ngày ra quân, Anh đánh bại Serbia 1-0 nhờ bàn thắng của Jude Bellingham ngay từ phút thứ 13. Thế nhưng thực tế trên sân tệ hơn vậy rất nhiều
khi đại diện xứ sương mù chỉ có đúng 5 cú sút cả trận và thống kê trên thậm chí còn thấp hơn phía Serbi. Mọi chuyện sau đó có vẻ cải thiện hơn ở cuộc đụng độ Đan Mạch khi Tam Sư tung ra 12 pha dứt điểm trước đại diện Bắc Âu. Tuy nhiên, sự cải thiện trên không đến vì Gareth Southgate muốn Tam Sư chơi phóng khoáng hơn. Ngoài nguyên nhân là do anh để thủ thủ gỡ hòa sau khi vươn lên dẫn trước. Kết quả sau đó thì ai cũng biết, khi Tam Sư vô vọng trong việc hạ gục Đan Mạch nên đành giành sân trong sự chán trường của người hâm mộ. Do đó, trận đấu với đội tuyển Slovenia chẳng khác nào nơi để đội tuyển Anh giải tỏa nỗi thất vọng ấy. Tuy nhiên, đại diện Trung Âu cũng chẳng phải một tập thể đến Đức chỉ để đủ suất. Khi họ đã cho thấy vài điểm sáng ở hai cuộc đối đầu đã qua, ở cuộc đụng độ Đan Mạch, dù sở hữu lực lượng thua kém đối thủ và còn sớm bị dẫn trước, thầy trò Matthias Kek vẫn bình tĩnh đáp trả và thành công kiếm về một điểm cực kỳ quan trọng. Mọi chuyện đáng lẽ ra trọn vẹn hơn nhiều nếu cuộc đối đầu sau đó Slovenia không đánh rơi chiến thắng vào phút cho chiếc Serbi. Chính bàn thua ở phút 90+5 đã khiến tập thể Trung Âu mới có 2 điểm và đứng trước nguy cơ bị loại khá cao. Để nuôi bộ vào vòng knockout, Benjamin Sesko của các chiến hữu buộc phải có điểm ở lượt đấu cuối cùng này, nhưng đây chẳng phải mục tiêu dễ dàng. Tuy nhiên, đội hình với 11 cái tên sẽ góp mặt trên sân của đội tuyển Anh khó có thể coi Slovenia là một thử thách quá lớn với tuyển Anh vào đêm nay. Ngay cả yếu tố lịch sử ủng hộ Tam Sư khi họ chưa bao giờ nhận thất bại khi chạm trán Slovenia. Tổng cộng sau 6 lần đối đầu, đại diện xứ sở sương mù có tới 5 chiến thắng và chỉ một lần chấp nhận kết quả hòa. Thống kê quá chênh lệch trên phần nào cho thấy khoảng cách khá xa về trình độ giữa hai nền bóng đá, và quan điểm này tiếp tục được khẳng định qua bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể, Anh đứng thứ 5, còn Slovenia xếp hạng 57 thế giới ở lần cập nhật gần nhất. Khó có sự chênh lệch nào lớn đến vậy, và sau khi tổng hợp tất cả các dữ liệu cần thiết, máy tính cho ra xác suất Tam Sư có trọn vẹn 3 điểm lên tới 73%. Ở chiều hướng kịch tính hơn thì có 18% khả năng hai đội chia điểm sau 90 phút sắp tới tại sân vận động Cologne. Tất nhiên sẽ có những khán giả chờ đợi vào một cuộc địa chấn, và 9% chính là xác suất Slovenia quật ngã Tam Sư. Với kịch bản thảm họa nhất là đoàn quân của Gareth Southgate với áo trước Slovenia, còn Đan Mạch thắng Serbi, Tam Sư sẽ rơi xuống vị trí thứ 3 và đối diện khá nhiều hiểm họa khó lường. Còn trong trường hợp thu về một điểm vào đêm nay, Anh có nguy cơ đứng thứ 2 tại bảng C. Và đây là cập nhật sẽ đưa Declan Rice cùng các đồng đội đến với đại chiến gặp Đức tại vòng 16 đội. Dù viễn cảnh trên cực kỳ hấp dẫn với các fan trung lập, nhưng chắc chắn Tam Sư muốn tránh các đội bóng lớn càng lâu càng tốt.